Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay nhà mình sẽ làm là sữa đậu xanh lá dứa ha. Thì nguyên liệu mình gồm có là mình có 300g đậu xanh với lại một bó lá dứa các bạn. Lá dứa này là mình mua xong rồi cái về mình cũng cắt, mình sẽ rửa sạch sẽ lại ha. Với lại hai bịch sữa tươi không đường, 200g đường, một hộp sữa ngôi sao Phương Nam, với lại nữa 1/3 muỗng cà phê muối, với lại 1,5 lít nước nha. Thì trước tiên là mình sẽ đem cái phần đậu xanh này nè, mình sẽ ngâm, mình rửa xong rồi mình vo cho nó sạch, rồi mình sẽ ngâm cái phần đậu xanh này cho nó mềm ra rồi mình mới đem đi nấu nha các bạn. Đậu xanh đó là mình cũng đã vo rồi đó các bạn, thì giờ mình sẽ cho nước vào đây rồi mình sẽ ngâm đậu xanh cho nó nở ra rồi mình mới nấu nha các bạn. Nếu mà mình nấu luôn như vậy thì nấu rất là lâu, cho nên là mình ngâm cho đậu xanh nó nở tí xíu rồi mình sẽ nấu cho nó sẽ mau chín hơn ha. Rồi đậu xanh á là mình ngâm đó từ nãy giờ cũng nở hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho đậu vào đây mình nấu. Nấu cho cái phần đậu xanh á cho nó nở nó chín ra. Mình cho muối nè. Mình cho thêm nước nữa nha. Đây là cái nồi 1,5 lít của mình nè. Bây giờ mình sẽ nấu cho cái phần đậu xanh á nó mềm ra. Thì sau mình trong thời gian chờ đợi đậu xanh nó mềm á thì mình sẽ lên nhà trên á mình xay lá dứa nha. Lá dứa thì mình cũng phải sắc nhỏ ra như vậy nè các bạn, đặng mình xay á cho nó dễ ha. Chứ để nhiều khi mình để cái lá dứa nó dài quá mình xay cái máy mình nó sẽ xay không có nổi các bạn. Ý mà mình cầm kéo mình cắt á, mình cắt còn muốn không nổi đây nữa nè. Tại cái lá dứa này á nó rất là dai. Bây giờ mình sẽ để cái lá dứa nãy vô. Để lá dứa vào mình xay nha. Mình xay 2 lần các bạn. Mình xay cho hết cái phần nước còn lại á. Bấm dừng tí xíu các bạn, nếu mà mình để mình sai hoài ấy, thì cái máy mình nó nóng ha. Nó nóng thì nhiều khi là mình nó phải bị ngắt, mình sai nữa không có được các bạn. Cho nên đó là mình phải sai xong rồi mình phải ngưng tí xíu. Mình sẽ lượt qua một cái gây ha. Rồi các bạn, bây giờ là mình sẽ xay cho đến hết cái phần lá dứa còn lại nha. Đậu xanh đó giờ mình nấu cái đã mềm rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đem lên nhà trên nó mình xay luôn ha. Nếu mà các bạn thấy nóng quá thì mình có thể là mình cho nó nguội bớt tí xíu rồi mình xay cũng vẫn được nha. Rồi mình cũng chờ cái phần đậu xanh đó cho nó nguội bớt đó các bạn. Để nhiều khi mình xay nóng quá thì cái máy sinh tố cũng không tốt ha. Thì mình sẽ để vào trong đây mình xay. Xay cho phần đậu xanh cho nó nhuyễn luôn nha các bạn. Mình cũng lấy một cái nồi mới nè, thì mình xay rồi á các bạn, thì mình cũng phải lượt nha, lượt cho cái phần đậu xanh cho nó mịn ra. Bạn thấy nè, cái đậu xanh nó còn bốc khói luôn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ xay tiếp cái phần đậu xanh còn lại nha. Nè. Mình cũng lấy cái giá nè. Mình cào ra, hẳn cho đậu, giúp cho đậu xanh á nó sẽ mau chảy xuống dưới. Tiếp theo á là mình sẽ cho đường nè các bạn, mình sẽ cho hết một cái chén này luôn ha. Sữa đặc mình cũng cho hết luôn. Rồi sau đó là mình sẽ cắt sữa tươi nè, rồi thêm lá dứa vào nữa. Đậu xanh đó mình xay xong rồi mình lượt như vậy nè các bạn. Cái phần đậu xanh của mình nó rất là mịn. Rồi bây giờ là mình sẽ cho 2 bịch sữa tươi nè các bạn. Mình cho vào trong một cái nồi đậu xanh nha. Mình nấu thì mình sẽ nêm nếm lại.
còn cái lá dứa nào nãy mình xay nè, rồi mình sẽ cho vào đây hết luôn. Để cho hết luôn nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ xuống dưới nhà sau á, là mình sẽ bắt lên bếp, mình sẽ nấu lại cho cái phần sữa với đường á cho nó tan ra ha. Mình bắt lên bếp á, mình nấu á, mình cũng phải đứng mình khuấy nha các bạn. Đặng thứ nhất á là giúp cho cái phần đậu xanh nè với sữa, đường với lại lá dứa á, cho nó đều với nhau ha. Còn nếu mà mình không khuấy á thì nhiều khi còn cái phần đậu xanh á, cái bột á, tinh bột của đậu xanh á thì nó sẽ lắng xuống tới dưới thì nó sẽ khét với cái đáy nồi của mình ha, cho nên là mình phải đứng mình khuấy nha. Còn cái phần sữa, cái độ ngọt của độ ngọt độ béo á, như thế nào thì mình có thể là mình điều chỉnh nha. Ví dụ như mình thích uống ngọt thì mình sẽ cho thêm, hoặc là mình muốn uống béo hơn thì mình sẽ cho thêm sữa đặc vào thêm nữa nha các bạn. Hồi nãy là mình có dằn muối ở trong cái phần đậu xanh rồi, cho nên là mình không có để muối vào trong cái nồi sữa này nữa nha. Bây giờ là mình nấu cho cái phần đậu xanh này nè, cho nó sôi bần lên là mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Giờ cái nồi sữa đậu xanh lá dứa của mình nè, đã sôi nè ha. Thì bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn nha các bạn. Mình tắt bếp rồi mình sẽ chờ cho nó nguội tí xíu rồi mình mới gót ra ly mình uống được nha. Giờ nóng quá mình uống cũng không có được. Nhưng mình lớn thì mình vừa uống vừa thổi được. Nhiều khi mấy đứa nhỏ con mình á, nó sẽ không có thổi nó uống được đâu. Cho nên là sợ nhiều khi nó phỏng miệng ha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Rồi mình sẽ chờ nguội tí xíu nha. Sữa đậu xanh cá dứa của mình á, là mình cũng đã để cho nó hơi nguội tí xíu rồi nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ gót ra ly nha. Nhưng mà nó cũng còn rất là nóng nha. Nhưng mà thường thường cái sữa đậu xanh này á, là mình uống là phải còn nóng nó mới ngon. Còn không á, thì mình sẽ để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh á, mình uống cũng được. Nóng mình uống này giống như uống sữa đậu nành vậy đó. Không, cái này uống nóng luôn. Hôm nay có hai mẹ con uống nè. Con gái nó mới vừa đi học về luôn. Hôm nay làm bài tốt không Trân? Dạ. Rồi thì mình cũng mời cả nhà uống chung với gia đình mình nha. Cái sữa đậu xanh này nè các bạn, mình uống đó là cũng tốt lắm, cũng tốt cho sức khỏe lắm ha. Béo vậy ha, thơm quá trời luôn. Mình uống thì nó rất là thơm, nó cũng còn nghe cái mùi của đậu xanh nữa ha các bạn, với lại lá dứa nữa. Các bạn thấy là lên cái màu xanh thiệt là đẹp ha. Ví dụ như mình đang mà đói bụng á các bạn, mình về mình chưa có làm cơm kịp á, thì mình cũng có một ly sữa như vậy mình uống cũng là ấm bụng lắm nha. Tại vì cái phần sữa này uống là nó làm cho mình no á các bạn. Đồ ngọt cũng vừa uống đúng không? Đâu có nóng đâu phải không? Chứ mình đâu có ngọt lắm đâu đúng không? Dạ. Đồ béo cũng vừa nữa. Các bạn cũng làm uống thử đi. Cái lá dứa này là mình uống là cũng tốt nha các bạn. Cái sữa đậu xanh này nè các bạn có thể là mình uống nóng cũng được, hoặc là mình uống đá cũng được. Còn không thì mình sẽ cho cái phần sữa đậu xanh này nè vô trong cái phần vô cái chai á, rồi mình sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh á, thì mình uống nó cũng ngon nữa các bạn. Uống cũng rất là tốt, uống cũng giống như là uống sữa đậu nành vậy đó. Giống sữa bí gợ hả? Dạ đúng rồi. Bí gợ là nó màu vàng. Uống cái độ béo cũng giống như uống là cái sữa bí gợ vậy đó các bạn. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây ha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Chào các bạn.